Hello, xin chào mọi người đã trở lại với channel của mình là Retroven đây và hôm nay chúng ta lại bắt đầu với một clip mới. Nếu mọi người yêu thích channel của mình, hẹn mọi người hãy nhấn like và subscribe cho mình nhé. Và cùng với lại Mèo và Poppy nữa nha mọi người ơi. Và các bạn hãy nhấn vào cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh của Retroven nha mọi người. Bây giờ thì bắt đầu thôi nào. Ê chó, mày đi ra ngoài coi nhà đi, sao mày ở trong nhà hoài? Con không thích đi ra ngoài đâu, ra ngoài lạnh lắm, con muốn trong nhà chơi với bà hà. Trời ơi, cái nhà này bây giờ ổng đi du lịch. Dạ dạ, con ra ngoài liền. Ổng đi du lịch rồi, con biết rồi. Trời ơi, đuổi hoài. Trời ơi, mấy bạn thấy không? Mình là con chó nhút nhát vậy mà bà cứ đuổi mình ra ngoài hoài à. Giờ mày muốn tao coi nhà hai mày đúng không? Dạ không, con muốn vậy. Bà nào vậy? Ủi, con gà này quen quen nha, hôm trước mình sợ cu cờ. Trời ơi ơi. Ơ, nhanh vào nước mạnh. Ông kia, ông là ai, sao người vậy nhà tôi? Tao tát nha. Cái gì vậy? Ông là ai vậy? Vậy, tao bán hàng. Thôi, bán hàng đi chỗ đang chơi, nhà không có nhận mua hàng. Đóng cửa, đóng cửa hai chó, gâu 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 gâu. Trong chỗ không? Không có, không có, không có. Ngoài đây con chó nó không cho tôi vô nè. Chuyện gì vậy? Bà ơi, không có ai đâu bà ơi. Tôi là người bán hàng đa cấp. mời cậu vô nhà nói chuyện. Chào bà. Ngồi ghế đi, ngồi ghế đi. Mày chứ bà. Tôi ở bên công ty bán hàng xây dựng đồ nội thất á bà. Tôi lại đây tôi thấy hình như cái nhà của bà thiếu cái bột cầu, phải không? Đúng rồi. Rình nhà mình đó bà, nó là người xấu á, nó rình nhà mình nó mới biết nhà mình thiếu cái bột cầu bà ơi. Đây, nhà có cửa đâu, tôi thấy không có bột cầu rồi. Ôi bậy quá, nhà bồn cầu người ta để làm sao rồi sao không biết được. Bồn cầu người ta bồn cầu lộ thiên. Đây tôi có một sản phẩm gọi là bồn cầu dồn đầu. Trời. Bồn cầu dồn đầu hả? Dồn đầu ông trong đó đúng không? Gì? Bồn cầu dồn đầu. Dồn cái đầu ông trong đó đúng không? Sản phẩm gì đâu? Sản phẩm gì đâu? Để bà. Kiểm tra. Ê bà ơi, trong đây có cức này bà ơi. Nó ẻ xong nó chùi không sạch á. Alo. Vậy không đó? Không có đâu, cái này gọi cái hình như cái lỗ á, chứ không phải cái cứt đầu chó này nó điên quá. Trời ơi, bà chung vô ngồi vừa y luôn bà ơi. Bà nhét mấy cái hát bà vô bồn cầu luôn rồi. Cái con chó này mày nói chuyện càng ngày. Cái bồn cầu này có một điểm đặc biệt, rất là đặc biệt, khi mà nhà bà hết nước là không bao giờ có thể dội cầu được. À, là đang dồn cái đầu vô chùi đúng không? Nào lao. Mỗi lần nghẹt bồn cầu là dồn cái đầu ông vô đây, đoạn chùi cho sạch. Nè, yên tâm, mỗi lần mà bị nghẹt bồn cầu á, nghẹt bồn cầu tôi có luôn, tôi bán cho bà thêm cái này nữa. Bà cũng biết cái này dồn để làm gì rồi nè bà. Cái này để làm gì hả mình con? Mình dồn cái đầu ông vô cái bồn cầu á mà nó kẹt cái mình dồn cái này mình hít cái đầu ra. Mày nói điên nữa là tao cho mày lên bàn nhậu á. Ê bà, nó làm thịt con kìa bà ơi. Nó làm thịt cái cây này dùng dày đúng không? Ừ đó. Ôi, cây này còn bà thấy còn dư miếng không, đặng đút cái đầu nó vô bà. Mà bà mua cái sản phẩm này phải không, tôi tặng cho bà thêm một cái dĩa trái cây nữa cho bà ăn lúc mà đi cầu. Dĩa trái cây? Ủa tại sao mày phải ăn lúc đi cầu vậy hả cậu trai? Cái đó có thể làm cho khai sáng đầu óc và ra cho bà bớt cho bà có thể khai sáng đầu óc. Khai sáng đầu óc bằng bà, lúc mà mình ăn á là mình dồn cái đầu nó vô cái mình đứng mình vừa hít mình vừa ăn cái này nè bà. Sao nãy giờ mày cứ thích dồn đầu nó vô trong một mày dồn đầu nữa là tao cho mày ra bả luôn. Tại nó là người xấu á bà ơi, nó là người mày xấu á con. Tôi tưởng mày cũng nó hẹp rồi. Nó là người xấu đó bà ơi. Đấy nghe nè, bà dẹp tôi dẹp thấy cái dĩa cho bà ơi. Bà bưng cái dĩa quá. Tôi thấy bồn cầu này được đó. Ừ mà cái lúc bà ăn vừa ăn bà vừa đi cầu phải không, nó có thể giúp cái vòng một của bà có thể kéo dẫn lên ngược lên. Hả? Cái gì? Rồi. Cái gì kéo lên? Hả? Kéo cái gì lên? Nó là kéo vú bà lên đó bà ơi. Mày nói với tao, mình là người có ăn có học nên mình phải nói là dân xíu mày nghe cái chuyện kỳ quá mày ơi. Từ đúng rồi đó, sao mình, con lớn rồi con ăn nói kỳ cục. Ê bà ơi, cái này nó đẹp cái đầu con rồi. Ê con chui ra đi, sao con chui ra trong đó. Cái này á, cái này bà nếu mà bà được á, bà mua số lượng lớn cho tôi là bà đem đi bán cho người ta đúng không? Một mà bà lời tới 1.000. Một mà lời 1.000 luôn hả? Ghê gớm vậy. Bà ơi, bà con đem dột cái bồn cầu của nó rồi bà ơi. Mày làm gì dột cái bồn cầu của tao mày? Con, mày biết ơi, tôi có làm gì đâu.
Bồn cầu ông có đưa cho bà tôi đâu mà tôi nói tôi dụ cái bồn cầu của ông. Tao lấy cái giấy vệ sinh tao quấn mày lại như là xác ướp Ai Cập không mày? Không. Ủa quê. Quê. Thôi được. Đi lên đây cậu, cậu đi lên đây. Mà nói nghe nè. Vòng vòng khu này không có ai hết á. Tôi bán cho ai bây giờ? Vậy khu bán cho nó bà mua xong cho bà bán lại cho nó giá gấp đôi bà. Ờ được á nghe. Lời một vậy được luôn. Mày điếm hả mày? Được, tôi chịu. Dạ, tôi chịu á. Bà mua cho bà phải không? Chỉ cho. Ví dụ bà mua cái bồn cầu này, cái bà bán lại cho con chó này. Ấy, bậy, tao không mua bồn cầu. Tao xài chung với bà được rồi, tao có khùng đâu tao mua mày. Con này nó đâu có tiền đâu mà mua. Mà tao đi đái, tao ra ngoài đất này tao đái không đã. Nghe sao tao tèo bồn cầu tao đái và bạch chán tao ra. Cái chó mày làm gì biết không đái bồn cầu mày. Chứ mày nhìn cái mặt mày đây. Cái mặt mày để nhét cái đầu vô bồn cầu chứ gì. Bồn cầu vòng đầu là của mày đó. Vòng đầu mày vô đúng không? Tao lao. Bậy bạ. Mày đứng lừa đảo bà tao, mày đi. Thằng gà tao bán hàng. Tao mày biết tao là người có ăn áo học rồi. Tao học trường mà hao quát ở Hawaii. Bà xin chờ mày với mày. Con đi con bú bà cả ngàn lần rồi đó. Mà sao mà suốt ngày mà không tin con hoài vậy bà? Cho đi ra ngoài chơi đi con. Dối không à? Đi ra ngoài chơi đi con. Đi ra ngoài chơi đi con. Mấy bạn ơi, bà đuổi mình ra ngoài. Bà tin con gà đó kìa mấy bạn ơi. Cậu à. Nè. Bao giờ tôi lấy hàng được hả? Thì bây giờ bà có thể lấy hàng được luôn. Bà cứ lấy hàng của tôi nè. Ồ bây giờ lấy được hả? Ồ nhưng mà lấy ở đâu? Tôi hả? Bây giờ tôi sẽ kêu xe tải, tôi tải về cho bà một nhà luôn, cho bà bán từ từ để bà kiếm. Ôi, thôi. Nói vậy thôi. Chứ tôi mua đủ xài được rồi. Tôi cần vài cái thôi. Tôi mua đủ xài thôi, tôi không cần nhiều. Chắc nhà bà có con chó này chắc bà phải mua tới 5 cái lần nữa sao? Mày tao có xài bồn cầu đâu kêu tao bà mua 5 cái nè, đồ lừa đảo. Tao có nói mày. Tao nói là mày đâu có đi bồn cầu đâu, mày nhai bồn cầu không? Mày có bị điên không? Tao con chó sao tao nhảy bồn cầu? Có cái đầu của mày trông như bồn cầu á. Đi ra ngoài coi nhà con chó hư đốn. Bắt giấy mày hả? Trời ơi bà ơi, nó hiến con kìa bà ơi. Bà nghĩ sao bà cho người ngoài vô nhà mà người ngoài hiến con vậy bà? Bây giờ tôi cần mua 2 cái thôi. Cậu có không? Có liền bây giờ. Bà mua 2 cái đặng về bà đi cầu đôi với ông đúng không bà? Mày đi ra ngoài mày chơi mày chứ vô trong nhà đấy. Đó nè. Trời ơi khổ. Khổ. Ơi vậy đi. Ơi, nó đang lừa đảo bà của mình kìa. Rồi cậu bán ở đâu vậy? Địa chỉ ở đâu? Địa chỉ hả? Tôi ở bên cái đây nè. Cái khu miền cực lạc á. Ê. Khu miền. Mày với địa phủ mày lên đó không mày? Tối rồi mày. Tới giờ mày về rồi kìa. Đi về đi con gà. Về đi. Tao lao á. Tao là người cõi âm. Bán hàng tào lao á. Mày nói giảm chứ mà tôi cắt người. Cái con đó im lặng tôi mua đồ ấy. Im lặng đi. Chỗ người lớn nói chuyện hoài chúng hiểu mày vậy. Làm gì mày? Dạ. Dán màn lên đang nhìn cho rõ mày lừa bà tao như thế nào. Ơi được rồi. Bây giờ cậu đi lấy hàng cho tôi đi. Giờ tôi rồi chút nữa lại giao hàng tôi giao tiền không? Được, ok. Giờ tôi sẽ về chỗ bên cái khu địa điểm công ty tôi lấy hàng. Chết rồi, nó lừa bà mình rồi mấy bạn ơi. Nó lừa bà mình. Rồi. Bà yên tâm đi, bà giữ cái bồn cầu này lại 20 năm sau bà bán. Ví dụ như bây giờ bà mua bồn cầu này một kim cương phải không? 20 năm sau bà đem lại bà bán lại bà nó bậy á bà. 20 năm sau á là bà bị làm bị ăn thịt rồi, bà nằm trong bụng nó rồi, nó ăn thịt bà rồi. Con gà này nhìn là nó gian lắm đó bà. Vậy cái gì mày thấy cái mặt của tao là cái người mặc đồ vest lịch sự bây giờ mình nói. Ôi, mặc đồ vest mà mặc quần rách hả mày? Mày có bị điên không mày? Có mày. Trời mày bị điên rồi. Mô đen đó mày. Thôi được rồi, anh để tôi chuẩn bị tiền nha. Bây giờ bà chuẩn bị tiền đi, tôi sẽ công ty tôi sẽ chuyển nhà qua nhà. Rồi, xin mời anh gà đi về. Anh gà đi về. Mày khỏi đuổi tao mày. Mày đi xuống xe rồi. Rồi, được rồi. Tao chúng mới tao chuyển qua bên đây xe tải xương chôn mày ở đây luôn. Trời, nó là chôn con kìa bà ơi. Mày đâu vậy? Để nó về đi. Vậy mày. Chào bà nha. Con chó này. Cút. Bà ơi. Chắc tao cho mày lên cao xá quá. Con chậm thì cái bồn cầu của nó rồi nè. Bồn cầu á, sao con lấy của người ta nè, con trả cho người. Thôi mày đừng có trả cho nó bà ơi. Nó là con quái vật á, con biết nó vô ăn thịt bà. Nè con đặt bồn cầu trên lầu á, đặng cho mỗi lần bà dội nước á, cái nó đổ lên đầu bà ha. Rồi, bà ơi, để con đặt cái bồn cầu kế bên chỗ bà ngồi á, để mỗi lần bà đi ẻ bà.
cái bà mà mắc ẻ, cái bà chạy qua đây bà ẻ luôn. Ơi tao không cần, nó dẹp cái bông cầu đi. Thôi để cho bà ẻ cho mát mông bà. Rồi luôn. Tao không cần mất. Bây giờ bà đi di động rồi. Luôn rồi. Bà già rồi con ạ. À. Ê bà để bông cầu dưới bếp á bà. Mỗi lần bà làm bếp á bà mệt cái bà ẻ luôn, tại bếp luôn. Dạ. Ê bà để bông cầu ngoài này tối bà ẻ bà lạnh đít tội nghiệp bà. Bà đừng cái ẻ ngoài này chỗ của con mà. Trời ơi, mỗi lần tối ra đây ẻ lạnh đít muốn chết. Đem vô nhà cho đi bà. Mẹ đó. Trời ơi cái con chó này để ở đây, để xuống đây. Bà ơi, bà để cái bồn cầu kế bên cái bếp. Tao đập đầu tự tử tao chết đây luôn. Mày đưa đây không? Mày đặt ở đây không? Tao đập đầu tao chết cho mày coi nè, mày đưa không? Thôi con la con đưa bà liền nè, con đưa bà liền, con đưa bà liền. Đó. Tao đập đầu đó. Rồi, bà đừng đập xuống đầu. Đặt xuống, đặt xuống, đặt xuống. Rồi bà giữ rồi bà đặt đi, bà đặt vô đít bà rồi kìa. Đó. Ô. Đó. Con nói thiệt chứ tối bà ra đây bà ẻ mà bà vừa bị mũi chích vô đít nữa sao bà ẻ bà. Bà có hiểu cái cảm giác mà vừa ẻ mà vừa bị chích vô đít không? Bà ẻ nổi không? Mày có hiểu cảm giác đó không? Con là con chó mà con bị hoài chứ gì. Ơ con thấy vậy là mát mẻ lắm rồi đó. Rồi. Bà ẻ mình bà vui vẻ nha, con vô nhà ngủ nha. Ai không biết tối nay cái thằng quỷ đó có lại nó đưa hàng gì nữa không ta. Để em dán màn lên coi coi. Không biết cái thằng nó có lừa đảo bà của mình không nữa. Rồi. Ơi mệt mỏi quá. Thiệt á, không biết nó có lừa đảo bà mình không nữa. Mấy bạn ơi, nó mà lừa đảo bà mình chắc mình đấm nó chết luôn á mấy bạn ơi. Nhìn mấy đó là biết nó lừa đảo rồi. Đáng ghét thiệt. Bà đẻ sao mà hát vậy hả bà? Hả? Bà đẻ. Bà đâu phải. Chứ bà đâu phải bà ngồi. Toilet mới thôi bà. Ồ. Để con ra coi nhà cho bà nha. Hai, không biết thằng ma đó. Thằng ma tự nhiên ngoan vậy. Ủa thằng ma ra lại kìa. Ôi okay, sẽ... chào bà lão ơi. Ôi ơi tôi ông lão nè, ông lão đây nè. Gà ơi lại đây bà ơi. Gà ơi. Ủa? Ông lão nè. Ông lão nào? Ông lão chụp ông lão chồng bà lão nè. Tôi mới mua đồ nè. Nó thấy mình, nó thấy mình. Ô. Các bạn ơi. Chạy. Ô. Ê con chó. Ê không phải đâu tôi ông lão. Ê ông lão đây. Ê thằng kia đi. Thằng kia ông lão là tao là chồng bà lão nè. Mày đừng có lừa lão bà lão nữa. Mày con chó hay gì tao có lừa đảo đâu. Mày lừa đảo tao không biết mày. Mày đâu rồi? À nó thấy rồi. Chạy. Ơi thằng kia, đừng có rượt tao nữa. Mày dám phá đơn hàng của tao, mày dám phá phá chuyện. Tao biết mày là quái vật rồi, mày đừng có lừa đảo bà lão nữa mày ơi. Tao quái vật. Chạy. Mày giỡn với tao không? Ê thằng kia, mày ngu, tao đấm mày luôn nè, mày đấm mày. Á. Cho mày lên phá, cho mày cao xá, cao xá, mình phải dụ nó đi ra khỏi đây mới được. Mình phải dụ nó ra khỏi đây. Đứng lại, tao bắt được mày. Con thằng gà này đáng ghét thiệt. Mình phải tìm cách. Động đầu mày. Cứu con bà lão ơi, cứu con. Thằng này nó quýnh con nè bà lão ơi. Bà lão ơi, cứu con bà lão ơi, cứu con. Bà lão, thằng này nó quýnh con này bà lão, nó đang thịt con gà. Bà lão vô nhà đi. Bà lão vô nhà đi, vô nhà. Trời ơi, bà lão vô nhà đi. Ôi, trời ơi, con chó này mày đang làm cái gì? Đóng cửa lại không cho mày vô. Mày đừng có hòng vô nhà ăn thịt bà lão. Tao nói chuyện bà lão. Mày nói chuyện nha, mày không được vô nhà. Không được vô nhà. Đi ra. Mày đóng cửa mày kêu tao chạy à. Rồi, đi ra đi mày, không được vô nhà. Bà lão ơi. Tôi lại đưa hàng bà lão, con chó này nó quá lắm rồi. Bà lão ơi, đừng có ra bà lão ơi. Tôi có làm gì nó đâu, tại vì nó tôi quýnh nó. Bà đợi con xíu, con vô bếp con vác dao rồi con đâm nó mới được. Ai à, rồi xong. Bà ơi con vác dao ra rồi nè, nó đâu rồi. Ê, mày, ủa sao nó nằm đây nè. Mày, cút ra. Mày làm gì quýnh tao. Mày là con quái vật. Con chó này mày. Nè tao sẽ troll mày, con quái vật đáng ghét. Bây giờ tao cho mày biết thế nào là bàn chải nè. Á, mày dám lấy bàn chải chơi tao hả? Tao có này nè, con chó đó. Á, nó lấy TNT của mình. Á. Mày dám chơi tao TNT. Á. Ây da, mày chết đi. Đấy, mày ngu rồi, còn đấy đứa nó đập cục lên tì, mày ngu rồi mày. Ô, trời ơi, động đất. Mày ngu rồi, mày ngu, tao có dao nè, mày đứng đó không? Không, tao không có xuống đâu, mày, tao lắp mày luôn, tao không cho mày lên luôn. Mày nhốt mày luôn, mày làm gì tao, nhốt mày luôn. Tao nhốt mày luôn, tao cho mày bữa nay. Đánh thịt mày luôn. Ê, đáng đánh tao hả? Đánh thịt mày luôn. Tao sẽ nhốt mày ở đây.
Mày dám nhốt tao dưới đây hả? Ừ. Mày là con quái vật. Lên tao ăn thịt mày luôn. Mày là con quái vật, tao biết rồi. Ha ha. Tao biết tao sẽ ăn thịt luôn bà lão của mày. Tao sẽ ăn thịt luôn. Đồ đáng ghét, dám ăn thịt bà lão của tao hả? Tao sẽ lấy TNT tao dồn mày dưới này luôn. Đấy à. Đồ mày dám đặt TNT mày chơi tao không mày? Tao đặt luôn á, mày làm được gì tao? Cái đồ xấu xa. Mày tưởng mày da hồng, mày tưởng mày chó bóng hả mày? À, mày dám chửi tao chó bóng nè. Chưa ai dám nói tao chó bóng mày. Mày sẽ chết với tao. Tao lấy cái nút. Tao sẽ diệt mày. Đâu, cái con đáng ghét. Con chó BD hồi chợ. Mày dám chửi tao chó BD hồi chợ mày vô mày. Ấy á. Đó. Chơi tôi. Yes, mình đã diệt được con quái vật ăn hiếp bà mình rồi. Mày dám lừa bà tao hả? Chắc không sao đâu. Mình đi vô nhà đi. Ai dẹp dao vô mất công bà thấy mình xài dao bà nói mình giết người nữa. Ai bà ơi, bà đâu rồi? Ô cái hố gì bự dữ vậy mày? Ôi chết, trời ơi té rồi. Bà ơi ra khỏi chỗ đó đi, đó là chỗ con quái vật á bà ơi. Ra khỏi chỗ đó đi. Cái gì? Chuyện gì vậy? Ôi chuyện gì con? Ơi con quái vật ăn thịt người kìa. Con quái vật ăn thịt người. Ơi nó gọi nó con cái cấp nữa kìa. Bà chạy bà ơi, chạy. Rồi, con quái vật ăn thịt người. Ôi. Ê, cứu tôi với, cứu tôi với. Ê, ba chạy ra khỏi nhà đi. Cứu tôi, ôi. Chạy cửa sau bơ, chạy cửa sau nè. Chạy đi. Ôi, tại sao mấy cái đó là gì tôi vậy? Ê, anh ta làm rớt cái cấp rồi. À. Mày làm sao mà giết con tao? Tôi giết ông này nè. Lên xe chạy thôi, chạy bơ, chạy đi. Ôi. Nó chưa chết. Mày, ôi sao mày giết tụi tao? Con gì vậy? Con quái vật á bà ơi. Để con giết nó cho. Tại sao lại có quái vật? Bà lại đây nè bà. Bà lại đây. Lại đây bà ơi, lại đây. Lại đây, bà đứng ở giữa đi. Bà đứng ở đây đúng không? Bà đứng lên giữa ở giữa này nè bà ơi. Đứng ở giữa đó. Rồi. Rồi bà chịu. Ôi bà chạy ra đây nè bà. Chạy đi bà ơi. Chạy đi. Rồi nó còn phá TNT của con nữa nè. Chết rồi. Chạy đi bơi, chạy đi. Ủa nó đâu vậy? Rồi bánh nhà rồi bơi. Bánh nhà rồi. Cha của tôi. Cái con quái vật đáng ghét. Tao sẽ giết mày, con quái vật đáng ghét. Nó dám lừa đảo bà cháu mình. Giết nó đi, giết nó đi. Con đi kiếm cái nút kia bơi. Hết nút rồi. Cứu bà, nó đang đập bà đây, đang cố giết. Bà nhấn cái đầu nó vô bồn cầu ơi. Có lẽ cách đó là cách duy nhất để giết nó đó bà ơi. Tao sẽ giả thích bà lão. Trời. Con quái vật đáng ghét, lại đây mày. Mày đâu? Lại đây mày. Mày tưởng tao sợ mày hả? Lại đây. Lại đây. Bà lão. Bà lão, sẽ kêu nó đi bà lão ơi. Sẽ kêu nó đi, sẽ kêu nó. Mày ơi, nó chết rồi bà lão ơi. Con lượm được bông cầu của nó rồi. Ô, cái cửa nó nè. Có cửa nó. Ôi nó có kem nữa nè bà lão ơi. Ôi kem. Ôi giờ bà lão có bông cầu đôi rồi. Ô, lát cửa vô. Đây bà lão ơi. Nhưng mà vậy á, ông chửi mình chết luôn bà lão, ông mà đi về là ông quýnh bà cháu mình á, ối máu luôn bà lão. Ôi trời ơi, nhà của bà giờ làm sao đây hả? Ê, hay là bây giờ mình tiếp tục làm nghề buôn bán hàng đa cấp của nó, cái mình lấy cái này mình đi mua căn nhà khác bà lão. Ừ, được đó, bà thấy được đó, nè còn nhiều đồ dưới này lắm nè con. Thôi khỏi khỏi đi bà lão ơi, giờ con với bà bắt đầu cuộc hành trình đi. Đi bà lão ơi. Đi liền giờ luôn hả? Đi chứ giờ nhà cửa banh vậy rồi, ông về ông quýnh với bà lão, nghe con chết luôn á.